thứ không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện, rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân đồ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê phun nhang a và hoa ca gia hoa ăn hô tùa a ca tê ca lê, do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Tha Thâm Má trên Phao Thóm. Mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Tự Mẫn thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Bài số 7, kinh ví dụ tấm vải, Vathu Vamasutta 027 và 030 sẽ do Thượng tọa Tệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo và Nam Mô Bụt Tha Giác. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính minh giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thay
thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và sau đây còn kính cung thỉnh Ngài Thượng tọa Tệ Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học cho chúng con hôm nay, và con thành kính cúi đầu đảnh lễ Ngài. Nam mô Bụt Thầy Gia. Không biết hôm nay do cái đường truyền của chúng tôi hay là do đường truyền của cô Từ Mẫn, khi mà cô cầm mic nói thì chúng tôi nghe rất nhỏ, xa xa như vậy, rồi dần dần mới bắt đầu lớn rõ. Và khi nghe được rõ thì cô nói sắp hết cái lời nói, chúng tôi không có nghe được gì, nhưng mà đoán chừng là đến giờ dẫn nhập. Ồ, vậy là do cô Từ Mẫn. Nam mô Bụt Thầy Cha, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Văn Thiên Tự Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, trong tất cả cái quá trình tu tập Đức Phật mà Ngài dạy, tùy theo đối tượng thính chúng, có khi Ngài dạy cách này, có khi Ngài dạy cách khác, cách Đức Phật Ngài thuyết giảng về cái quá trình tu tập đều chung quy ở chỗ là làm như thế nào để ở vị tỳ kheo nỗ lực đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Bài kinh hôm nay là một điển hình Đức Phật Ngài đưa lên cái thí dụ về vậy, cho nên gọi là kinh bố dụ hay là ví dụ tấm vải quách thuộc của Mát Sụt Tát. Ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài nêu lên mười sáu cái cấu uế của độ tâm, và Ngài nêu lên bốn cái giai đoạn thanh tịnh của độ tâm. Và Ngài khuyến cáo các tỳ kheo qua cái thí dụ tâm giải, một độ tâm được thanh tịnh thì chờ đợi là khỏi lầm, một chỗ tái sanh tốt đẹp. Giống cái tấm vải sạch thì nhuộm màu rất rất dễ, và đẹp. Còn khi một nội tâm có uế thì chờ đợi là cái cảnh giới khổ đau sau khi tái sanh, cũng giống như cái tấm vải bẩn thỉu
thì nhuộm màu nó có tốt đẹp gì đâu. Cho nên như vậy cái này Đức Phật Ngài đã đưa ra ví dụ tổng thể để làm cái đề tài thuyết pháp cho các tỳ kheo. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Tuệ Quyền, vị giảng sư của chương trình ngày thứ ba, giảng giải cái bài học này. Và bây giờ thì trước nhất mời cô Từ Mẫn đọc cho chánh kinh, sau đó cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bổn Thầy. Dạ Nam mô Bổn Thầy. Con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con xin đào tràng cho con. Con biết tín hiệu có không ạ? Dạ. Cảm ơn xin nhật quỳnh. Kinh ví dụ tấm vải. Quốc thù Ba Ma Sutta 027 đến 030. Tên kinh được gọi là ví dụ tấm vải vì Đức Phật dùng tấm vải nói lên ý nghĩa của tâm ô nhiễm hay thanh tịnh. Trước kia bài kinh được dịch là kinh bố dụ cũng mang nghĩa tương tự. Cõi ác xấu, chờ đợi một tâm ô nhiễm như một tấm vải cáo bẩn đem nhuộm sẽ có màu đậm nhạt không đều. Ngược lại, cõi tốt lành chờ đợi một tâm thanh tịnh hiền thiện như tấm vải sạch khi nhuộm sẽ có màu đẹp. Đức Phật nêu rõ thế nào cấu uế của tâm và thế nào là một nội tâm tốt lành. Pháp thoại được giảng cho tùy kheo nhưng Bà La Môn Sandarika Paraduaja cũng có mặt. Nhân đó hỏi về pháp tẩy trần bằng tịnh thủy của sông Bahuka. Câu trả lời của Đức Phật khiến vị này được khai ngộ sinh xuất gia, sau này trở thành một thánh đệ tử viên mãn giải thoát. 027. Dụ ngôn tấm vải. Tấm vải trước khi nhuộm phải giặt sạch, nếu không sẽ không được nhuộm tốt. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika cô độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy, này các tỳ kheo? Vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hai thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy, này các tỳ kheo? Vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. 028. Những cấu uế của nội tâm. Danh sách cấu uế phiền não trong bài kinh này được nêu gồm 16 thứ: tà dục, Avijja Vissamalobha bực bội ác ý, Jabado phẫn nộ, Kopha thù oán, Upanaho khinh thị, Makkha sắc sược, Palaso tật đố, Isa sang tham, Macchariyan dối trá, Maya phản trắc,
xà thề dần ngoan cố tham phụ manh động saram phụ kiêu mano quá mạng ati mano khoe khoang ma đồ giải đại ba ma đồ. Và này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phận là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy não hại tật đố sang tham mang trá khí cuốn ngoan cố cấp tháo quá mạng kiêu phóng dật là cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục tà tham cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm, và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân cấu uế của tâm, phận vân vân, hận vân vân, hư ngụy vân vân, não hại tật đố sang tham mang trá khí cuốn ngoan cố vân vân, cấp tháo vân vân, mạng quá mạng kiêu, nghĩ rằng phóng dật là cấu uế của tâm. Vì sao khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng dật cấu uế của tâm? 029. Nội tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh trong bài kinh này được Đức Phật dạy không phải là một trạng thái, mà là một trình tự với nhiều công đoạn. A. Ý thức và đoạn diệt những cấu uế nội tại. B. Thành tựu chánh tính ở Phật Pháp Tăng. C. Có những chất liệu tốt để làm nền tảng cho thiền định. D. Thành tựu thiền định và đạo quả. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, tham dục, tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ, vân vân, sân, vân vân, phẫn hận, vân vân, hư ngụy, vân vân, não hại, vân vân, tật đố, sang tham, vân vân, mang trá, vân vân, khí cuốn, ngoan cố, vân vân, cấp tháo, vân vân, mạng, quá mạng kiêu, vân vân. Khi nào tỳ kheo biết được phóng dật là cấu uế của tâm, phóng dật cấu uế của tâm được diệt trừ, tỳ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, điều ngự trượng phu, vô thượng sĩ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vì vậy thành tựu lòng tin tuyệt đối với Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thiệt hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng hiểu. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với chúng tăng, diệu hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, như lý hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng trong đời. Là phước điền vô thượng ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Thế Tôn, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với tăng, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định.
Vị ấy tự nghĩ, đến giai đoạn này đối với ta có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Tự hân hoan hỷ sanh, tự hỷ thân khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có ăn đồ khất thực với gạo cơm, hạt đen được vất đi với các món canh, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ. Cũng vậy này các tỳ kheo, một tỳ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có ăn đồ ăn thức thực với gạo thơm, hạt đen được vớt đi với các món canh, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi như trên, với tâm câu hữu với hỷ như trên, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy biết có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát vượt qua các tượng. Do vị ấy biết vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô lậu. Con xin sám hối. Tâm được giải thoát khỏi vô lậu, đối với sự tự thân đã giải thoát, trí khởi lên. Ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là tỳ kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm. Không 30. Làm sạch, làm trong sạch theo tín ngưỡng nhân gian. Bà La Môn Sandarika Paraduaja, Đức Phật có từng xác tịnh rằng cách tịnh thủy của sông Bahuka, một dòng sông thiên, theo niềm tin của Bà La Môn giáo. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sandarika Paraduaja được ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sandariya Paraduaja bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được ích lợi gì? Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gọi sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sandarika Paraduaja trong sông Bahuka. Tại Athikaka, tại cả sông Gaya và Sandarika, tại Sarasati và tại Bajana, tại Bà Humati, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch, sông Sandarika có thể làm gì được? Bajaga làm gì? Cả sông Bà Huka không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành, các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hành. Này vị Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn,
nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tính không tham. Đi gà già làm gì? Gà già một giếng nước. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sandarika Pharadwaja bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, những người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama nhiều dùng nhiều phương tiện trình bày này. Còn quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng, mong con được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sandarika Pharadwaja được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, Tôn giả Pharadwaja sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Và vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, Tôn giả Pharadwaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Và con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Con đã đọc xong bài chánh văn hôm nay. Con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền Từ Bi Quang Hỷ giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con xin ngủ xuống. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Vậy thôi, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Đến Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, tỷ lệ đến sư phụ từ siêu, thương tội giác đắng, thương tội pháp tân, thương tội minh hành, đến cử tri sư nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện, thương tội đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Bhuttang Phakkhawan Tăng Apivade Miswakato Phakkhavata Thammo Thamman Namasa Misupatipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sangkhang Namani. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương thân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà nhờ qua lực Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Là cái bậc quý ngài kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng hôm nay chúng ta học một cái bài kinh về bố dụ, hay là bài kinh ví dụ tấm vải. Thì ở đây nó nhắc nhở về dạy cho ta nhiều cái điều cần phải quan tâm lưu ý trong đời sống bình dịch, trong đời sống hiện thực của chính mình. Tất cả những cái điều mà tâm tư của chúng ta suy nghĩ, chúng ta sống thế nào gọi là đúng, sống thế nào gọi là tốt, sống đúng thế nào, sống thế nào gọi là chúng ta gọi là con người chúng ta được tốt đẹp đây. Thì ở đây rồi không phải là do một cái khách quan yếu tố của chúng ta có tội lỗi rồi chúng ta tắm rửa là nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ tự tịnh lũy, nó sẽ được cứ như là chi gội rửa tốt đẹp bằng những cái gì mà tâm tư của chúng ta nó bẩn nhơ. Chỉ tắm rửa như là các cái đằng ngoài đạo khác hay ngày hôm nay cũng vẫn còn, đó chính là người ta xuống sông Hằng để người ta tắm, người ta nghĩ rằng tự gội rửa những cái nguồn cơn đau khổ của trong tâm của họ, họ sẽ được cái dòng sông đó sẽ lột sạch cho họ tất cả. Thì điều này Đức Phật ngài không có chấp nhận như vậy. Thì cũng duyên sự đó thì Đức Phật ngài mới nói lên một cho tất cả chúng ta phải biết được rằng chúng ta sống cái đời sống, nếu mà chúng ta tạo gây nên ác cái tâm chúng ta, chính là do từ tâm nó sinh ra. Và cũng chính từ tâm đó thì không có cái gì mà gội rửa cho bằng, cũng chính từ tâm đó mà gội rửa cái nguồn cơn đau khổ cũng từ tâm. Thì cũng từ tâm đó mà chúng ta diệt trừ những cái đau khổ đó.
Vậy đó cũng như một tấm vải, nó có sạch nên cái tấm vải dơ, nhưng nếu được được giặt sạch, như một tâm hồn xấu xa nhưng đã được gội rửa bằng những nguồn cơn của pháp bảo, bằng những cái sự, bằng một quá trình tu tập đúng đắn, thì nó như là một cái, nó như là một cái nước được, nước nước của thiện pháp tẩy rửa nước của ác pháp, chứ không thể nào mà một người mà mang đầy tội lỗi đó, cả dòng sông Pakula cũng sẽ không rửa hết tội lỗi của người đó. Quả thật khi chúng ta đọc đến kinh văn, đến những chỗ này thì chúng ta mới thấy rằng không phải là do tắm rửa hay do một yếu tố cầu nguyện, yếu tố một yếu tố mà sám hối mà tâm tư chúng ta lại được tốt đẹp, mà đó chính là một cái sự thật tâm, một cái chánh tâm mà chúng ta quay về để chúng ta tẩy rửa giặt giũ nó. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy nền tảng của bất thiện thì đó chính là những căn tham, căn sân, căn si. Từ những căn tham, căn sân, căn si này nó chia ra 16 phần. Nếu như chúng ta học với diệu pháp á, thì chúng ta nhớ phân theo. Ví dụ bây giờ sở hữu bất thiện, tức là tham tật kiến ngã mạn, sân tật lận hối vô tàm vô ý phóng dật, thì nó sẽ phối hợp cho, nó đi theo biến hành tâm và việc cảnh tâm. Nếu như tâm như thế nào thì nó sẽ đi theo tâm như thế đó. Thì cũng như thế, ở trong đây nó có 16 cái bất thiện tâm, hay là 16 cái khấu quế, 16 cái quê nhấp. Cái tấm vải được ví như tâm. Nếu như tâm của mình như một tấm vải nó đã dơ, mà tấm vải đó đó được giặt sạch và được đem nhuộm cái màu tốt, thì tấm vải đó sẽ được tốt. Cũng vậy, cái tấm vải tốt nhưng màu nhuộm không tốt thì cũng không là vấn đề, thì tấm vải đó cũng sẽ không được tốt đẹp. Mà do tấm vải được tốt và màu tốt, màu tốt ở đây hay là chính là những thương lương diệu dược, hay là những cái pháp lành mà chúng ta tu tập. Kính thưa quý vị, nhân gian người ta thường á, người ta cứ nghĩ rằng ăn hiền ở lành, thế thôi, rồi mình cúng kiến lễ bái để cầu nguyện, để xin tha thứ, để xin giảm tội, hay là theo tinh thần của dân gian, tức là chúng ta làm theo cái gì, theo cái chuyện, tức là kêu mình tắm, nên tắm rửa, nên bỏ cái áo đó, nên mặc cái áo kia, nên làm cái đốt cái áo này, rồi mua cái áo mới nọ, vân vân. Thì tất cả những điều đó nó chỉ là một hình thái của dân gian, nhưng nó không có gội rửa được tâm hồn của chính mình. Tâm hồn mình nó như thế nào? Tâm hồn mình giống như không được định tĩnh, không được tốt đẹp, mà thì dù cho bất cứ cái tấm vải nào mặc vô, chúng ta biết người đẹp chỉ nhờ lụa, nhưng điều mà đẹp bằng lụa nó không bằng đẹp bằng cái tâm hồn. Cái đẹp của tâm hồn tức nói lên con người có nhiều thiện tâm, con người không có ác xấu. Chứ sự thật ra vải lụa nó chỉ là một hình thức. Thì cũng như thế, ở trong tâm hồn của chúng ta nó phải được gội rửa. Cơ bản chính là ví dụ xuyên qua cái tấm vải này. Thì ở đây một người thánh đệ tử, một điều đầu tiên đòi hỏi tất cả chúng ta phải có một niềm tin vững chắc ở trong quá trình tu tập. Niềm tin nó đứng đầu, và niềm tin đó cũng là tạo nên các thiện sự. Cũng chính niềm tin đó chúng ta mới dấn thân, cũng chính niềm tin đó chúng ta mới thấy được đây là pháp ác, đây tức là cái pháp đưa đến sinh tử, đưa đến đau khổ. Pháp này làm nhân sinh tử,
pháp này, làm nhân đoạn khổ, diệt khổ, vân vân. Thì nếu như chúng ta đọc theo kinh văn thì chúng ta thấy 16 cái tâm hồn, 16 cái ác bất thiện pháp này là nó chứa đựng và nó làm tràn đầy với tâm tư của tất cả con người bình nhẫn. Mà như thế thì xem như đời sống của chúng ta đang sống trong trong cái đời sống ác. Thành thật ra mà nói, để mà có sự tu nó phải có một sự xuyên suốt để gìn giữ tâm, để nuôi dưỡng tâm cho được tốt đẹp, nuôi dưỡng tâm để tâm được thanh tịnh, nuôi dưỡng tâm để tâm được được thành tựu, tâm được tu tập, tâm được tiến hóa. Chứ còn nếu như tất cả chúng ta thấy bình nhật, nếu như chúng ta không có đặt tâm tu thì chúng ta đã đang và sẽ là sống trong trong cấu quế của tâm. Tất cả những hành động của 16 cái hành động mà phản hành động thứ nhất, tức là tà dục, rồi bực bội, phẫn nộ, thù oán, khinh thị, xảo ngược, tật đố, sang tham, dối trá, phản trắc, ngoan cố, manh động, kiêu căng, quả mạng, khoe khoang, giải đãi, đây là những cái pháp ác bất thiện pháp, hay chúng ta gọi là cái bọn bất thiện pháp mà nền tảng của chính nó tức là tham, tham độc, sân độc và si độc, hay là tham tật kiến ngã mạng, sân tật lận hối, vô tạp vô quý, phóng dật. Nó xem như nó có một cái cấp độ như thế đó. Cái tâm hồn của chúng ta mà tâm hồn gọi là sa thay văn á, tức là có sự phản trắc đó, chúng ta thấy là con người không tốt, thì dầu cho là một người đệ tử biết pháp tu tập hay là không biết pháp tu tập, có niềm tin hay không niềm tin, thì người ấy đã đang và sẽ sống trong trong sự trói buộc, trong sự cấu quế của tâm, trong sự đau khổ của kiếp nhân sinh, của kiếp chúng sinh, của kiếp trầm luân. Nó cứ bị những cái phiền não này, nó đau khổ mà chúng ta phải trả giá cho chính nó. Cuộc đời con người, đây là những cái phiền não mà nó ngủ ngầm, đây là những cái phiền não mà nó lúc nào cũng có thể khởi sanh lên, đã khởi sanh lên, đang khởi sanh lên và sẽ khởi sanh lên, và nó luôn luôn nung nấu và đốt cháy một cách liên tục nếu như những chúng sinh đó không biết dừng lại, không biết thu thúc lại và không biết coi như là khéo ngăn chặn lại, thì nó chảy muôn thuở, nó thác lũ muôn luôn thời gian. Kính thưa quý vị, bởi vì cho nên Đức Phật đã nói một điều rất là tuyệt vời, cũng như trong bài kinh mà sừng bò đó. Này các thầy tỳ kheo, sừng bò và lông bò cái nào ít hơn và cái nào nhiều hơn? Bạch Thế Tôn chắc chắn rằng sừng bò chỉ có hai, và lông bò đó thì nó là vô số. Này các thầy tỳ kheo, ta nói rằng chúng sinh sanh thiên giới đó giống như là lông bò, chúng sinh đọa độ địa ác xứ điện, tức là khổ cảnh đó giống như là lông bò, là xuyên qua những cái tâm tư, xuyên qua những cái cấu quế phiền não của tâm mà chúng ta đã nghe và đã đọc tại bản kinh này. Con người đó nếu như sống không làm lòng tham á, nó làm trưởng thì lòng sân nó làm trưởng, không làm sân làm trưởng thì cũng lòng si làm trưởng, hay là không có nhiều cái dục tầm dục tứ á, thì cũng có cái phẫn nộ, cũng có sự thù oán, cũng có sự tật đố, ganh tị, bỏn xẻn, láo xược, nhiều thứ nó luôn luôn ngự trị và làm chủ cái tâm ta. Tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, ngay cả mình là người đang tu, đang tu tập đó quý vị, cũng có sự so sánh, mình cao thượng hơn người, mình trong sạch hơn người, mình hay hơn người, thì đó cũng rớt luôn, cũng chết luôn. Từ trong tâm tư đó mà chúng ta đã trả giá rất lớn, rất đắt cho
cho các công cụ, cho các việc tử sinh đau khổ này. Mà nếu như hiểu một cách căn bản, người ấy hết sức là sợ hãi. Cuộc sống nào rồi nó cũng sẽ trả, nó cũng sẽ kết thúc, nó sẽ đi qua. Nhưng để lại cho tất cả chúng ta những cái gì, những cái cấu uế của tâm, những cái đau khổ của tâm hồn mình, nó là những cái điều phiền não này nè. Một người thất bại, buồn chán thì cũng là tâm hồn đau khổ, tâm hồn cấu uế của tâm. Một người thành tựu cuộc sống này là một người đó cảm thấy kiêu căng, ngã mạn, phóng dật và dốt, hoặc là sang tham hay là giải đãi vân vân. Tất cả những hình thái nào ở trong cuộc đời này cũng là như thế. Mà nếu như chúng ta muốn không đau khổ thì chúng ta phải diệt trừ nó. Đây là một điều chắc chắn như vậy. Bởi chính là tham dục là cấu uế của tâm, rồi sân là cấu uế của tâm, rồi não hại tật đố sang tham. Nói chung tất cả những pháp ác bất thiện này đều là cấu uế của tâm, đều là nó như là vết nhơ ở trên tấm vải, cần phải được chùi rửa, cần phải được giặt giũ trong tâm hồn mình. Nói như vậy chúng ta mới thấy trong một cuộc tu không có đơn giản. Nó không phải nói kiểu như gia tội nhà thiền, nó coi như là nhẹ nhàng vậy rồi bắt đầu mình có cái tâm tu là mình tu tốt đẹp đó à, mà phải nói rằng là nó phải là một sự xuyên suốt. Nó không chỉ là một sự chấp ngã buông bỏ nhẹ nhàng, hay là không cả phải là một sự dính mắc, một sự bực bội ở trong tâm. Khi chúng ta đọc một câu chuyện như câu chuyện nhà thiền, trước khi đắc đạo và thượng làm cái gì, sáng ta quét, đi quét dọn múc nước, ta giặt giũ, rồi ta đi ăn, ta đi sinh, ta ăn. Rồi sau khi giác ngộ này làm gì, sau khi giác ngộ ta cũng quét dọn, ta quạt và ta cũng dọn dẹp và ta cũng đi sinh ăn. Vậy thì cả hai nó đồng nhất cả không? Cái trước khi giác ngộ đó thì ta phải đi tìm nó, những điều sau khi giác ngộ thì ta không đi tìm nó nữa, mà nó tới thì ta ăn. Thì nó nhiều cách ví dụ, nhiều cái hình thái như thế này như thế kia, dẫn cho tâm ta nghĩ à thì như thế, chỉ là một cái sự hiểu biết, chỉ là một sự buông bỏ trước kia thì mình đi tìm cái ăn, mình đi tìm cái việc làm phải làm như thế. Thì bây giờ khi mà giác ngộ rồi mình cũng vẫn bình thường như vậy, nhưng mình không có bị cái sự cột trói. Người ta chỉ nói tới cái sự cột trói thôi, người ta chỉ nói một cái sự dính mắc thôi. Đó cũng là một cái điều mà cho rằng là người ta đã gội rửa tâm hồn. Kính thưa quý vị, đó chỉ là một cái câu chuyện mà nó nhẹ nhàng. Hay là tại sao mà coi như là trong câu chuyện coi như là hai huynh đệ mà đi, mà coi như một huynh đệ là thấy cái huynh đi coi như là giúp dùng cho một cô gái, xong rồi bắt đầu cái để xuống đó cái người sư đệ mới, và cái vị sư bạn mới nghĩ rằng như vậy thì không được, không nên. Thì cái vị sư huynh đó mới nói tôi đã bỏ cái cô đó tại cái bến đò rồi, bây giờ xong mình sư đệ mang cổ về tới chùa. Đó cũng chính là một cái sự, đó chính là đây cái thứ quý vị, tức là cấp độ mà người ta cho cấp độ mà diệt trừ, nó chỉ là một cái sự đơn giản như vậy. Nhưng cái đó chỉ là cái lý để đọc cho nó vui, chứ không phải là cái tu. Cái việc tu nó là một cái chủ dài của tâm nó liên tục. Bởi vì cho nên á, ở trong giới bổn ba la đề một số gọi là sanvara sila, sanvara tức là giới mà tu thúc. Chúng ta phải mất bởi là cái sách tay nghe tiếng của người ngồi, hoặc là nhãn căn, nghĩ căn, tiếng căn, thì căn thân căn, ý căn luôn luôn gìn giữ và phòng hộ. Và lúc đó quán tưởng thọ dụng, mà cuối cùng mới là đó, vì ấy mới biết mà tu tập từng học giới. Cũng như thế, cái sự tu tập không dễ dàng mà chúng ta vượt qua cái sự phản trắc,
không dễ là chúng ta vượt qua cái sự hoang mang, ngoan cố hay manh động, kiêu căng, hay là chúng ta vượt qua cái tham dục. Vượt qua cái tham dục là phải do cái sự tu tập để định chế nó. Một trạng thái coi như là ví dụ cái ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, bao nhiêu đó đó nó từng tự của tâm và nó ly dục được tạm thời, vân vân. Mà từ đó chúng ta chỉ có một cấp độ, phải có đặt tâm vào thiền quán hoặc thiền chỉ. Nhưng điều đầu tiên ở đây đòi hỏi người đệ tử phải có cái gì, phải có niềm tin. Niềm tin nó cái gì, đó chính là niềm tin nơi tam bảo, tin nơi Đức Phật, tin nơi giáo pháp, tin nơi chúng tăng. Mà chúng ta được nghe đọc trong kinh văn đó là cái chỗ mà chỉ giới thiệu tư nói đến chúng sinh là phải có sự tu tập. Phải có sự tu tập cái gì? Sự tu tập đó chính là cái công phu, cái đầu tiên thôi. Muốn mà hành giả muốn đoạn khổ diệt khổ đó chính là phải có một cái niềm tin tuyệt đối vào tam bảo, tức là Đức Phật, tức là coi như Đức Phật ngài là bậc giác ngộ, thiện thể thế gian giải điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Thì hoặc là tin cái gì, tin nơi giáo pháp, tức là tin nơi cái gì, giáo pháp chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, pháp được Đức Phật ngài thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để mà thấy. Nếu chúng ta gọi là Ehipasiko Opanagiko, có khả năng coi như là đến để mà thấy, đến để mà hiểu, có khả năng hướng thượng bất chấp tăng quê để ta phụ được trí giả thân chứng. Và cũng tăng cũng như thế, bậc trợ dụ hạnh, chân chánh hạnh, như lý hạnh, gồm bốn đôi tám vị vân vân, đáng được chứng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, xứng đáng cho trời người. Thì tâm của người đệ tử phải có một niềm tin đặt tịnh tính nơi tam bảo một cách đầy đủ, chứ không phải là muốn tu cái chúng ta vô chúng ta nghĩ cái lời phất phơ, cái chúng ta tu chúng ta thành tựu được giới học định học và tuệ học, hay chúng ta thành tựu được coi như là đệ tam, đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ sa môn, không có chuyện đơn giản đâu. Mà phải có một niềm tin một cách vững chắc như vậy, một cách rõ ràng như vậy. Và cũng như là vì cái sự công phu, vì một cái sự cố gắng mà chúng ta tu tập, như là chúng ta giặt cái tấm vải vậy. Nếu như tấm vải này nó dơ quá, nếu như nó bị một cái màu gì nó chóa qua, mà chúng ta dùng một cái niềm tin mà nó chưa đủ, tâm nó chưa có thành tựu được, tâm chưa có đạt được, thì chúng ta phải dùng một cái tính, thưa quý vị, phải tiến tu hơn. Đó chính là như chúng ta biết là đối với hành giả phải tu tập thiền chỉ hoặc là thiền quán, hay tu tập về tứ vô lượng tâm. Mà công phu tu tập đó, cái cấu quế, cái bất thiện đó phải được phát triển, phải được tu tập. Như chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ nếu như người đó nặng về tham quá đó, thì chúng ta phải tu tập về cái gì, cái đề mục quán về bất tịnh, quán vô thường. Rồi người đó sân quá, nói chung là ở đây trong đây tinh thần của tham, thì chúng ta tu tập về bất tịnh, hay chúng ta tu tập về quán về tam tướng. Rồi người đó tu tập về người đó cái tâm nóng nảy, ngoan cố, cấp tháo, mang cá, vân vân, mà sang tham tận đố đó, sân phần nặng nề quá, thì phải tu tập về cái từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, vân vân. Thì từng cấp độ đó phải được tương ứng, tương dụng vào. Khi chúng ta đọc, khi chúng ta hiểu thấy như vậy, chúng ta cũng thấy rất là quan hỷ là chính Đức Phật ngài đã dạy cho, chỉ cho cái người đệ tử nó thành tựu một cấp độ căn bản. Như giặt tấm vải vậy đó, bây giờ tấm vải này nó dơ nhiều do tham dục, dơ nhiều do sân độc, dơ nhiều do si, thì phải dùng cái chất liệu tẩy nó ra thì tấm vải nó sẽ được tốt. Và sau đó dùng các cái pháp tu tập
như là chẳng hạn như là pháp tu tập để thành tựu, để thành tựu để nhất, để nhị, để tam, để tứ sa môn, chẳng hạn như tu tập về về giới định tuệ, tu tập về bát chánh đạo, tứ chánh cần, tứ nhân ý túc, vân vân, thì chính là một điều mà phải như thế. Và có một điều quan trọng nữa, đó chính là cái gì? Khi chúng ta đã có một sự tu tập, đã có một cái sự thành tựu, mà chúng nếu chúng ta tu tập các cái thiền chứng, thì chúng ta sẽ chứng đắc các cái tầng thiền. Mà nếu như bước qua các cái tầng thiền đó, chúng ta tu tập để mà gội rửa cái tâm hồn của mình, là tức là xuyên qua cái gì? Bằng chế ngự các căn. Tức là chế ngự các căn ở đó chính là chúng ta thu thúc bằng các căn. Hay là chúng ta tu tập bằng bằng cách tức là quán tướng. Thì từng bước sống tu tập như vậy mới chế ngự được luôn. Và cuối cùng thì kính thưa quý vị, tu tập về cái thiền quán, tu tập về cái duyên khởi, thì đó chính là những cái sự tu tập mà chúng ta thấy để nói lên cho tất cả vị hành giả tu chứng. Một người tâm bị tham dục, tâm bị sân độc nhiều quá, vì ấy tu tập về thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Một sự tu tập lâu dài như vậy, một cái có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, một kéo một thời gian dài như sẽ ngăn trừ được những cái tham dục là cấu quế của tâm, sân là cấu quế và si là cấu quế của tâm, hay là quế nhiễm, hay hoặc là mạng nghi, kiêu căng quá mạng, khoe khoang giải đãi vân vân, nó là cấu quế của tâm. Vậy chúng ta nhớ, khi cái tâm mà giải đãi, khi cái tâm phóng dật, hay khi cái tâm mà khoe khoang thì thời nó làm nhân làm duyên để sanh sự, sanh sanh sự, nó xảy ra cho nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta không thể nào mà đoán định được. Bây giờ hôm nay chúng ta thức dậy, chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy người thân của mình, đó là vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà gì đó, mà tự nhiên chúng ta nhìn thấy họ, thì những cái pháp trong 16 pháp này nó khởi sinh lên trong tâm ta. Nếu như chúng ta không có tu tập, thì một là cái gì? À, tức là một, tức là vị ấy có một cái sự giải đãi để vui đùa, để cười, để nói những cái lời nói nó không đúng, kêu căng quá mạng vân vân. Hay là chúng ta nhìn thấy một cảnh, hay là chúng ta tự trong tâm hồn ta, mình mới ngồi mình suy nghĩ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc, chuyện xưa, chuyện nam, từ đâu của hỷ của lai nào mà nó cũng vẫn hiện về. Đó, chúng ta tưởng quá về, tức là hồi tưởng về những chuyện quá khứ. Và chính vì hồi tưởng tới những chuyện quá khứ, chuyện vui thì khởi lên cái tham dục, mà chuyện không vui thì khởi lên cái đạo hại tật đố. Và khi chúng ta khởi lên những cái tâm như vậy đó, là bắt đầu chúng ta, cái tâm chúng ta nó chạy theo, nó sống trong trong nguồn cơn của khấu quế, nguồn cơn của đau khổ. Đó là như vậy. Và cứ như thế, cứ hàng ngày như mỗi ngày. Cho nên đó, cái sự tu tập đòi hỏi cái công phu của tất cả chúng ta phải đi từ cái thời gian này, đi từ cái buổi nọ kia, mà nó hàng ngày như mỗi ngày, để chúng ta phải làm như vậy. Sao mà kỳ, sao đọc cái bài kinh nào cho nó lạ lạ, sao ngày nào cũng vô hết trơn, cũng đọc coi như là lễ bái tam bảo, cũng lễ bao nhiêu đó và coi như là Phật bắt đầu hồng danh Phật diện màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đề ứng cúng thiện thể đưa về bậc thế gian dạy chỉ bài chứng tâm văn văn, hoặc là pháp vi diệu cha lành khéo dạy, hoặc là bậc diệu hành thanh văn đệ tử bậc chánh chân pháp nữ tăng giả. Chúng tôi ví dụ như vậy đi, chúng tôi cứ đọc hoài như vậy. Hay là coi như là đọc cái bài kinh chẳng hạn như là đọc về thập độ đi, đường tu thí đứng đầu vị tha là tánh vô cầu là tâm. Ủa sao tự nhiên cái đọc hoài như vậy, đọc hoài như vậy còn chưa làm được nữa, đứng chi mà lâu lâu đọc sâu lặng.
học hoài như vậy, làm hoài như vậy, hàng ngày như mọi ngày một cái điều đó thôi, mà tâm mình còn chưa chịu nó kìa. Cho nên ở đây đó là những cái bài kinh mà cứ đọc mãi đọc hoài, chúng ta nghĩ rằng nó dư thừa, nó không có dư thừa chút nào trên đó. Đọc mãi đọc hoài mà vẫn cảm thấy mình cũng chưa sửa, mình cũng chưa tu, mình cũng chưa làm được tốt. Đây là thật đó, đây là thật đó. Một ngày nó cứ khởi lên 16 cái pháp bất thiện này, 16 cái tâm phú quế này, và chúng ta làm sao để đoạn trừ nó, là chúng ta phải có một cái pháp tu, một cái pháp tu khác để đặt trong tâm của mình. Bởi vì vị hành giả tu tập, khi tâm thích vô biết thích vô, thở ra biết thở ra, không suy nghĩ quá khứ hiện tại vị lai, cái thân quán này cứ nhìn vô bằng hơi thở xuyên qua, hít vô thở ra, chúng ta cho vậy, chúng ta cho nó là bình thường, nó rất là khó khăn, rất là đặc biệt đó. Bởi vì sao? Lúc đó là thiện tâm khởi sanh lên bằng xuyên qua chánh niệm, và từ cái thiện tâm này, cái niệm này, cái tâm thiện này, nó duy trì một cách dài, cách lâu, nó mới giúp cho cái gì, cái tỉnh giác khởi sanh, hiểu biết rõ, xong mới che nháo một cách rõ ràng. Thì khi lúc đó niệm tâm khởi lên, nó chận đứng được các ác pháp ở bên ngoài. Cũng như chúng ta tán dương ân đức Tam Bảo, đọc những kinh văn mà để nghiệm lại cái lời Phật dạy, bằng cách thức dụ như bây giờ mình đọc cái bài kinh, ví dụ có như chôn giấu công đức đi, thì người chôn giấu tài sản nơi hang sâu mực nước vân vân, dụng tâm lúc hữu sự, thì cái sự chôn giấu đó là sai, mà chỉ người biết làm phước, biết làm lành, thì đó chính là chôn giấu để dành. Khi chúng ta đọc nhiều lần như vậy, hay chúng ta mới nghe hay đã nghe, chúng ta mới nhớ, dù chôn sâu giấu kín, dù chúng ta cẩn thận nhiều lắm, nhưng điều mà đến khi hết phước thì phước nó cũng bị mất, là do cái gì? Do người ta đánh cắp nè, do mình quên nè, mình quên bỏ đâu cũng là mất phước, cũng mất luôn. Hoặc người ta, hoặc là ma quỷ nó dời đổi lông chủng nó dời đổi phân. Thì à thì ra Phật này dạy đúng rồi, chấp thủ tiền của tài sản mà gìn giữ như vậy, muốn giữ như vậy nó giữ không được. Thì ra nếu mà chôn của để dành bằng cách thức chúng ta tạo các công đức, thì đó chính là một sự chôn của để dành, chính là gửi ngân hàng, gửi ngân hàng Phật bảo đảm và an toàn. Bao nhiêu đó thôi. Kính thưa quý vị, cái tâm và tư mình có sự suy nghĩ khi đọc kinh văn, mà tâm hướng tâm tới suy nghĩ như vậy, và nó để cái gì, để nó gội rửa những cái gì, những cái tật đố, những cái tâm mà bỏng sẻn, những cái tâm mà keo kiệt bỏng sẻn trong lòng mình. Thì bây giờ nếu như là chúng ta bỏng sẻn thì thật sự sang cho mấy cũng rồi, một kiếp giàu đến đâu cũng chỉ có một đời, mà keo kiệt bỏng sẻn thì chết bỏ lại chứ chắc có mang theo được. Thì những cái lý pháp mà chỉ dạy như vậy để gội rửa cái tâm của mình, như là tấm vải tâm của mình đang bị chấp thủ, đang bị keo kiệt, đang bị bỏng sẻn, hay đang tham tật kiến ngà mạn, đang sân tật lẫn hối tức mạng kỳ cuốn quá giải đãi rồi ngoan cố vân vân, những cái tâm tham phần sân phần si phần nó ngự trị như vậy, mà chúng ta biết dùng những cái pháp đối trị một cách trực tiếp, thì kính thưa quý vị, đó chính là một sự tu tập. Nó như một tấm vải chúng ta được giặt giũ. Còn ngược lại, đó là những cái gì, những cái pháp tu đó như là những cái màu để chim vào, để làm cho tấm vải chúng ta tốt, tức tâm hồn chúng ta được tốt, tức khởi sanh lên những thiện tâm, khởi sanh lên những thiện tâm tốt, tức là những tâm tịnh hảo tốt, những cái tâm yên vui, những cái tâm tốt đẹp, những cái thiện tâm, tức là chúng ta không có tham dục, không có ngoan cố, không có mạng, không có sân tật lẫn hối, không có giải đãi, không có phóng dật, không có mạng nghi, ngoan cố vân vân. Thì cái cách và chúng ta đối trị như vậy,
thì mới tạo cho tâm mình nó tu tập tốt đẹp. Cũng như ở trong đây nó có một cái gọi là cái, khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta mới thành tựu được cái nghĩa tính thọ và pháp tính thọ. Có thể nói là nghĩa tức là nói lên cái, nghĩa ở đây tức là nói lên cái công năng của cái pháp mà chúng ta tu, hay là chức năng của pháp của chúng ta, tu. Còn pháp tính thọ nói lên cái ý nghĩa của cái lý pháp đó. Bây giờ mình tu mình bỏng sáng, bỏng sáng, con người bỏng sáng là con người keo kiệt xấu xa. Cái nghĩa của nó tức là cái tâm chấp thủ, cái tâm keo kiệt, cái tâm hèn mọn. Rồi mà dùng cái pháp tức là chúng ta keo kiệt bỏng sáng là nhân gây đến đau khổ, đời sau nghèo khổ. Bây giờ dùng pháp tính thọ, chúng ta phải có cái tâm buông bỏ, chúng ta phải có cái tâm bố thí, chúng ta phải có tâm cúng dường. Hay là chúng ta có cái tâm nó biến nhát, có cái tâm ngoan cố, có cái tâm giải đãi, giải đãi. Mà tâm giải đãi đây tức là đưa đến đau khổ, mà ở trong kinh Đức Phật dạy Katamo Eko Thamo Bahukaro Appamado Bamado Kusale Sothamai Suayang Eko Mà Appamado Kusale Sothamai Suayang Eko Thamo Bahukaro. Nếu khinh xuất hay là giải đãi là một pháp. Nếu mà khinh xuất á, thì một pháp đưa đến đau khổ, mà bất khinh xuất trong các, nếu khinh xuất trong các thiện pháp đó, thì một pháp đưa đến đau khổ, đưa đến có tai hại. Mà bất khinh xuất trong các thiện pháp thì một pháp đưa đến nhiều tác dụng. Tâm một eco tham mô bó cà rô Appamado kusale sotham mê sôi dân eco tham mô bó cà rô. Một pháp có nhiều tác dụng tức là không dễ vô trong các thiện pháp, đó là một pháp có nhiều tác dụng. Thì bởi vì chúng ta có cái tâm tư, chúng ta suy nghĩ như vậy, thì kính thưa quý vị, một cái nghĩa lý tính nữa mà nếu chúng ta tu một cấp cao độ hơn, nó siêu qua bằng một cái trí tuệ của tự thân tu tập, chứ nó phải nói bằng một cái lý sự mà siêu qua cái nghĩa lý mà tất cả chúng chơi chúng sinh đi theo. Nếu như chúng sinh thực hành thiền chỉ hoặc thiền quán, và đặc biệt là thiền quán, để thấy rằng là cái nghĩa tính thọ này, cái pháp tính thọ này, mà từ tâm tu tập mà có cái trí tuệ đó để thấy được, để hiểu biết được tất cả các pháp nó là đau khổ. Dùng cái trí tuệ như chân thật thấy được đây là đau khổ, đây chính là sự diệt tận, sự hoàn toàn, sự không còn khổ đau ở cuộc đời này. Sự tu tập không phải đòi hỏi chúng ta phải tu tập theo con người nào. Mà ở đây Đức Phật này muốn chỉ dạy cho chúng ta đi theo cái pháp môn nào, trình tự nào là đúng đắn. Ta nhớ rõ như vậy. Nếu như người đó đi theo một trình tự để đối xứng, để giặt giũ cái tấm vải của mình, tức là giặt giũ cái tâm của mình nó không đúng, không tốt, thì thời người thiện nam đó, người thiện nam tử đó sẽ thành tựu. Khi tâm tu tập mà hân hoan, khi tâm tu tập mà nó liên hệ được hân hoan từ thân hay là từ lý từ pháp, mà chúng ta có sự diệt trừ, có sự đoạn trừ, có sự xả ly, mà chúng ta thành tựu được nghĩa hay là lý tính thọ, pháp tính nghĩa tính thọ, pháp tính thọ gì đó, mà ở đất tâm của chúng ta vẫn còn bị hạn cuộc, là ngay khi đó chúng ta cũng vẫn còn bị cái gì chẳng phải nó giới hạn. Cho đến một mà chúng ta tu tập mà thọ trì bằng cái trí tuệ của tự thân, cái trí tuệ ở trong cái sự tu tập mà thiền quán hay là quán thập nhị duyên khởi đó quý vị, thì cái lý đó nó mới là một sự tu hết sức là đặc biệt và tốt đẹp. Một con người mà khi mà tâm mà được giải thoát, tâm mà được gội rửa một cách căn bản, một cách đầy đủ, một gọi là gội rửa hay là căn bản một cách đầy đủ tốt đẹp, đó chính là tự thân của mình. Đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đối với các pháp tu mà chúng ta
một cách đầy đủ, một cách bài bản, một cách tốt đẹp. Như chẳng hạn như nãy chúng tôi xin nhắc lại, đó chính là tu tập về chẳng hạn như lấy niềm tin. Niềm tin bước đầu vào bằng một cái sự tẩy rửa, và là cấu quế của đó, sau đó chế ngự bằng cái gì? Có thể chế ngự bằng cách tức là vị hành giả tu tập để đoạn trừ năm truyền cái, tức là chứng đắc các tầng thiền, rồi tiến tới tu tập để chứng đắc các tầng thiền, rồi tu tập và họ mới gột rửa được, họ mới đẩy lùi được những cái tâm phiền não bằng cách tức là chế ngự, bắt đầu thành tựu giới học hay thành tựu định học. Và cuối cùng ở đây chỗ này là quan trọng, thành tựu được tệ học, đó chính là vị ấy tu tập về cái thiền quán, về duyên khởi hay là vô ngã. Từ cái chỗ đó mà vị ấy người ta mới tu tập và chứng đắc được. Và khi như thế, đối với chúng sinh dầu cho sinh ở cảnh giới nào, nó cũng đều xuyên qua do cái gì, kính thưa quý vị, do chính cái sự tu tập này, chứ không có phải là một con người nào mà ban phước giáng họa, ban bố tha tội gì cả, không có ai hết, mà chỉ chính là từng chúng ta. Mọi con người chịu trách nhiệm trên chính tự thân của chính mình, mà không ai mang tới cho ai cái tấm vải tốt, cũng không ai đưa cho ai tấm vải xấu, mà tấm vải xấu, tấm vải tốt là chính do tự thân của mình. Tự thân của mình tạo nên một tấm vải đó, tự thân của mình làm nên tấm vải đó, tự thân của mình làm cho tấm vải đó được tốt hay làm cho tấm vải đó được xấu là chính do tự tâm của mình. Chứ sự thật ra tấm vải màu là màu. Các pháp tu nó là như thế, mà chúng ta có thật sự để mà hướng tâm tu, có thật sự để mà thành tựu được cái tâm tu đó hay không? Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều có một sự tu tập, mà chúng ta nói là một cái pháp môn riêng, cũng không thể nói như vậy, mà phải tu đúng cái những pháp môn mà Phật đã dạy kia. Chứ đừng nói rằng là Đức Phật ngày thuyết 84.000 pháp môn, cho nó đó có nghĩa là 84.000 pháp môn, cho nó có 84.000 pháp môn để tu tập, thì cái điều đó chúng ta phải xét lại. Pháp môn tu tập nó có một cái căn bản, đó chính là 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, đó chính là pháp môn tu tập đưa đến đoạn khổ diệt khổ. Còn đó chính là chính xác như vậy. Còn pháp môn mà tu tập mà đưa đến nhiều lắm, chẳng hạn như bây giờ như chúng ta thấy tham nó cũng là một pháp môn đó chứ, sân là pháp môn đó chứ. Vậy pháp môn nó có tu tập không? Không có tu tập, pháp môn nó cần phải đoạn trừ. Thì nếu nói như thì chúng ta thấy cái sự tu tập cần phải đòi hỏi mọi con người của chúng ta cần phải thành tựu. Cái nghĩa tính thọ, pháp tính thọ là một đề tài hết sức quan trọng. Một chút xíu nữa quý vị sẽ nghe thế nào, chưa tập sẽ cũng sẽ giải thích cái chỗ này rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ nói nghĩa, nó là một cái ý nghĩa. Nghĩa tính thọ là nó lên cái công năng và cái chức năng của chính nó. Và cái pháp tính thọ này lên cái ý nghĩa của chức năng đó nó như thế nào. Như chẳng hạn gì chúng ta tu, bây giờ tu một cái pháp thôi, thí dụ bây giờ chúng ta tu về thí dụ mình tu tập về từ tâm từ bi đi, thì chúng ta cũng phải biết rõ nghĩa pháp của chính nó. Hay chúng ta tu tập về tránh xa các cái điều ác để gội rửa tâm hồn của mình, tức là không có làm cái điều ác, tức là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh đây tam nghiệp thanh tịnh nó là nói về pháp. Còn không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tham ác, không sân ác, không tà kiến ác, ý không tham ác coi như là khẩu không tham, khẩu không nói dối, hay đứa răng thọc, không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, ý không tham ác, sân ác, tà kiến ác, là cái đó là nghĩa của nó là như thế. Nhưng chúng ta tu tập thì chúng ta không làm và chúng ta thành tựu nó, nói lên cái pháp của nó. Cho nên vì vậy sự tu tập được đòi hỏi mọi người con Phật sẽ thành tựu, và từng bước vị hành giả tu tập nó xuyên qua cái 16 pháp ác bất thiện đó mà được diệt trừ, mà được vượt qua, là nó phải đi theo một cái
cái lý. Khi tâm mà được thành tựu, khi tâm mà được đầy đủ tất cả rồi đó, thì như nãy như nói chẳng hạn như có giới, có cái niềm tin, rồi có giới, rồi vị ấy tu tập chứng đắc các tầng thiền, rồi vị ấy tu tập chứng đắc coi như là ngay cả không vô biên thức, vô biên vô sở hữu, phi tưởng phi vi tưởng xứ, hay tu tập về các cái tầng thiền của vô sắc giới luôn, rồi hết tất cả mọi thứ, nhưng vị ấy cũng vượt qua tất cả và vị ấy hướng tâm tới cái sự cao thượng khác. Đó, tâm của vị ấy khi đó mới hướng tâm tới và thành tựu cái gì, thành tựu cái chứng đắc được cái tề quán. Thành tựu chứng đắc tề quán đây cũng chính là chứng đắc được cái gì, gội rửa cái tâm hồn của mình, chính là cái sự đoạn khổ diệt khổ. Cái sự tắm rửa gội, xin nhắc lại, không gội rửa được cái nghiệp tội. Và Đức Phật ngày dạy, ngày nào trong một bài kinh này chúng ta cũng nên lưu ý một chỗ, tức là ngày nào cũng là ngày cát tường đối với cái người sống đời thiện lành, thiện hạnh. Ngày nào cũng là một ngày tốt nếu như sống trong một cái thiện hạnh thiện lành. Và nó là một ngày xấu, nó là đưa đến kết quả xấu trong một ngày tốt nếu như người ấy làm xấu. Cho nên ở đây không có ngày tốt, ngày xấu, không có một cái chuyện khách quan và chủ quan. Khách quan bên ngoài có thể đưa cho chúng ta xấu tốt, mà xuyên qua là ngày giờ hay là tỉnh thủy do nước, mà đó chính là do tính tự trong tâm của người đệ tử không có phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và chính thành tựu với cái đời sống phạm hạnh. Không có một ai có thể giúp cho ta thành tựu, làm cho ta cấu quế, làm cho ta nhơ bẩn, chính tâm của mình nhơ bẩn. Ở trên pháp kinh cái ý nghĩa nó tương tự vậy đó, không ai làm cho ta cấu quế, không ai làm cho ta nhơ đục, mà chính tâm của mình làm cho mình nhơ hay mình đục chính là do tâm của mình. Cho nên vì vậy cái sự tu đòi hỏi cái việc ở tự tâm của chúng ta gội rửa, tâm của chúng ta dập dũ, tâm của chúng ta là phải vững chắc, có một chánh tri kiến, có một sự tu tập tốt đẹp. Còn tất cả màu nhuộm hay là vải kia, nó chỉ là một điều mà để tâm đó xuyên qua. Khi tâm hồn ta đang vui thì chúng ta giữ một trạng thái tâm, đừng để tham dục nó chi phối nhiều. Khi tâm hồn của chúng ta đang sân hận cũng đừng có nuôi dưỡng, cũng đừng có gìn giữ nó quá lâu. Và chúng ta biết chúng ta phải niệm tưởng nó, phải ghi nhớ nó, phải biết nó, phải vượt qua nó. Nó rất quan trọng. Dạ, như vậy cho nên kính thưa quý vị, sau khi mà chừng nào mà tu tập mà vị ấy thấy rằng tâm của mình không còn khẩu quế, tâm của mình đã được thành tựu, tâm của mình đã được tẩy trừ, và vị ấy biết rõ như vậy, và vị ấy có một niềm tin tuyệt đối, vị ấy có một cái sự tu tập để thành tựu các cái pháp thượng nhân, và thế là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống sau, thì vị ấy mới gọi là tự mình biết rằng sau đời sống này, tức là vị ấy không còn tái sanh ở trong cuộc đời đau khổ này nữa, cuộc đời trầm luân sanh tử này nữa. Đó chính là mới gọi là một thành, trở thành một vị A La. Mà do cái gì? Do tâm được gội rửa, tâm được kiểm soát xuyên qua, tức là sự tu chứng một cách căn bản, và xuyên qua sự thành tựu bởi giới định và tuệ học, hay là xuyên qua sự thành tựu bởi thân thọ tâm pháp quán, hay là thiên quán, hay là thiên chỉ, từ chỗ đó mà thành tựu đạo quả giải thoát luân hồi, chấm dứt sinh tử đau khổ. Dạ, thì dầu cho như thế nào cũng vậy, thì kính thưa quý vị, tâm tư của chúng ta có bất thiện, chúng ta cũng còn một cái phương pháp để cứu chữa, đó chính là chúng ta giặt rửa bằng cái tâm của mình, hành thiện
tích thiện, cố gắng tu tập thiện để sẽ được thành tựu đạo quả ở ở tương lai, cũng như chúng ta chuộc lại, giặt lại cái tâm của mình được trong sạch do tu tập những thiện sự. Như tâm phải trong sạch được tốt đẹp lại như vậy. Bây giờ kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Hồi giờ này cũng vừa với cái thời gian sẽ để cho chư tăng sẽ thảo luận, do chấm dứt thời gian chúng ta đây mới quyết định chỉ sẽ tách kinh, ước mong chư tăng thảo luận được chút cho hoàn thành chính giờ phước đức chư tăng này, chính nhân đến chư tiên, mong tất cả chúng ta được ăn lại một thành quả trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giả, nam mô Tam Thầy Giả, nam mô Sa Thầy Giả. Sao thú cái trình thừa đoạn thừa quyền. Mà thừa đoạn thừa siêu, thừa đoạn có mặt ở trước máy và thừa đoạn có nghe được không? Nếu thừa đoạn thừa siêu nghe được cái trình thừa đoạn quan hệ, trả lời cho cô thôi lực đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thừa đoạn thừa siêu, thừa đoạn có mặt ở trước máy và thừa đoạn có nghe được không? Thừa đoạn Pháp Tân ơi, thừa đoạn Pháp Tân có ở trước máy không? Nếu thì tôi học tên nghe được xin thỉnh thì tôi hoan hỷ trả lời cho cô đầu tiên. Dạ, thì tôi học tên ở trong bài kinh này Đức Phật đặc biệt đề cập đến cái ví dụ tấm vải và cái cấu ấy. Thì trong cái cấu ấy này Đức Phật ngài không có nói cái tối bình thường của chúng ta khi nói về phiền não. Ví dụ mình nói tham sân si, ở đây thì ngài có nói đến cái chỉ vừa dối trá, phản trắc, ngoan cố, manh động, dư căn v.v. Nhưng mà ngài cũng không có đề cập đến bất thiện pháp gì, sắc sanh trộm cướp, tà hạnh, mà nó có cái gì đó, nó không hẳn là hoàn toàn tách rời khỏi tham sân si, hoàn toàn cách rời khỏi phiền não, mà cũng không hẳn là đề cập đến cái sự tạo tác các ác nghiệp. Thì như vậy chỉ cấu ấy ở đây nó được hiểu như thế nào khi mà chúng ta so sánh giữa cấu quế với phiền não và cấu quế với ác hạnh, kính thỉnh sư tổ Pháp Tân. Dạ, nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Từ Siêu, tọa Giác Đẳng, Thập Pháp Đăng, tọa Tự Quyền, tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Tự Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái điều mà con nghĩ ở trong cái bài kinh này thì nói đến những cái cấu quế mà Đức Phật này ví dụ tấm vải nó bị bụi bám, nó bị dơ bẩn, thì người cần phải giặt sạch. Thì thường thường nói thì nghe trong kinh thì nói rằng là nếu mà thân nghiệp, rồi khẩu nghiệp, rồi ý nghiệp, thân sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối, thì hoặc là khẩu thì nói ác, nói lời dối trá. Nhưng mà ở đây thì nói đến những cái kiêu mạn, những cái sân hận, những cái mà ganh tị tật đố đó, thì con nghĩ rằng cái này đó thì nó tiềm ẩn và nó thường xảy ra ở trong cái đời sống của mình. Khi nói đến cái tính chất của pháp bất thiện, nói đến những cái phiền não gây nên cái thân, để khiến cho cái thân nghiệp hành động, hoặc là khẩu nghiệp hành động, hoặc là ý nghiệp hành động á, thì nói là thân sát sanh trộm cắp tà hạnh nói dối, tà hạnh, còn khẩu nói dối nói lời độc ác, và ý là tham ác sân ác tà kiến ác. Nhưng mà ở đây đó thì nói đến những cái điều mà chúng ta thấy nó hết sức là ở trong cái đời sống hàng ngày, ví như kiêu mạn, khi cuốn, ganh tị tật đố, nhiều đó. Thì
có nghĩa phiền não thì phải nói rằng cái cấu quế từ ở nội tâm á, và do vậy đó thì nó xuất phát ra từ trong một điều mà ta thường hiển hiện ở trong đời sống hàng ngày. Nhiều khi rồi á, là mình khởi lên những cái điều đó, ví dụ như ganh tị, tật đố, sân hận, ngã mạn gì đó. Nhưng mà nói ở đây đó thì tuy nó thấy nó nhỏ, thấy nó là đơn giản, nó không phải, như là cái gì do thân nghiệp tạo ra, nghiệp tạo ra, ý nghiệp tạo ra, mà những cái này nó liên quan đến những cái cấu từ nội, do những cái cấu quế như vậy đó, cho nên là ganh tị, tật đố, sân hận, là kiêu mạn, vân vân. Thì cái đó nó thường diễn ra ở trong đời sống, và mình thì không có biết được là bởi nhiều khi những cái đó là nó diễn ra hết sức là bình thường ở trong đời sống, nhưng mà rõ ràng đó là những sự cấu quế, đó là những sự cấu quế, và chính những cái cấu quế này nè làm cho cái nội tâm của mình nó không thể sáng suốt được, và cái đời sống tu tập của một người nó bị hạn chế. Con nghĩ là sẽ bị hạn chế do rằng những cái pháp đó nó sanh khởi, những cái pháp nó sanh khởi. Cho nên là khi mà nói rằng thân nghiệp ác như vậy, khẩu nghiệp ác như vậy, hoặc ý nghiệp ác, là nói theo cái cách của mỗi cái hành động của ba cái loại nghiệp: thân, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng nói tập nhiễm của phiền não hay là cấu quế của phiền não thì mình thấy là trong cái điều này nó hết sức là đời thường, và nó thường diễn ra trong đời sống. Nhiều khi là mình không nhìn nhận ra đó, mình nghĩ nó là cái gì đó hết sự, hay hoặc là mình nghĩ nó là chuyện nhỏ, khi nào mình có cái động lớn hoặc là lời nói tạo cái nghiệp ấy, thì nó là nhưng mà sự thật ra này nè, những cái điều ganh tị, tật đố, ngã mạn này đó, thì theo con nghĩ rằng nó là có tiềm ẩn nội tâm, nhưng mà nó là thường diễn ra ở trong cái đời hàng ngày của mình. Nếu mà mình không trận ra được những cái điều đó quế thì rõ ràng là mình dung túng cho phiền khởi cái nó. Cho nên là cái đó thì này mà nó bộc phát lạnh thì nó khiến cho mình có những cái hành động bất thiện, có những cái hành động bất thiện, lời nói bất thiện, rồi hành động bất thiện, rồi cái suy nghĩ nó trong tiềm ẩn của mình, nội tâm của mình thì nó đã có những cái pháp bất thiện như vậy. Cho nên con nghĩ rằng cái cấu quế của phiền não nội dạ, quý vị nghe được không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ không? Dạ. Thì ở đây con nghĩ rằng với những cái cấu quế của phiền não mà ở trong cái bài kinh này đó, thì Đức Phật ví dụ giống như là cái tấm vải. Nếu mà mình không chịu giặt, hay là mình không chịu để ý những cái tấm vải mà nó len loang lổ, nó quen ố như vậy đó, thì mình không chịu giặt ra thì nó vẫn là tấm vải quen ố, dơ bẩn hoài. Và do vậy đó thì mình phải trực nhận, và trong mỗi mỗi cái hành động, mỗi mỗi trong cái suy nghĩ, mỗi mỗi trong cái sự suy nghĩ của mình á, thì mình phải thấy rõ được những cái chướng ngại, những cái pháp mà làm cấu quế của nội tâm, thì mình cần phải cố gắng để loại bỏ. Thì đây là cái suy nghĩ của con trả lời qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu.
Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú kính trưng thượng tọa Pháp Tịnh. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Bạch thượng tọa Tề Siêu, khi nào thượng tọa có mặt trước máy và thượng tọa nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho biết. Thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Đăng có nhiều người tu vào chùa tu chỉ nghĩ đến là làm sao mình học học tam tạng, mình học điều này học điều kia, hoặc là tu thiền để chứng đường này đắc điều kia, nhưng mà người đó không quan tâm là về các cố ý trong tâm. Ví dụ cái tính mình là tính hay ganh tị, tính mình hay bỏng sẻn, tính mình hay phản cắt, tính mình hay ngoan cố, những điều đó mình không không để ý. Thì theo tôi lo nghĩ rằng cái cách đó nó có vấn đề không? Ví dụ mình chỉ lo mình lo học học kinh điển, nhưng mà vấn đề cố ý nội tâm mình không, mình nghĩ là chuyện đó không có quan trọng gì, thì thượng tọa có nghĩ là có vấn đề lớn không? Kính thỉnh thượng tọa. Alo, alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở trong cái câu của cái câu hỏi đó thì mình biết rằng á, khi mình nói đến cái người tu tập á, mình phải biết mình bị cái kiết sĩ gì hay bị cấu quế gì trong nội tâm của mình thì mình mới có thể diệt trừ được nó. Thường thì quý vị biết rằng Đức Phật ngày thường nói một phải thuyết giảng cái chánh pháp cho mình có trí, cho mình có tai để nghe, có trí để suy nghĩ, trí để hiểu biết. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày đã dạy rằng mình tu tập mình phải biết cái cấu quế của mình, cũng như cái người đó nhìn vào miếng giải, biết cái giải dơ chỗ nào thì mình mới giặt được. Chứ còn cái miếng giải nó lớn mà nó dơ chỗ nào thì mình giặt chỗ đó, mình dò cho nó cho kỹ, dù là mình có ngâm nước nhưng mà chỗ nào dơ thì mình phải dò chỗ đó, chứ không dò thì cái vết dơ nó vẫn còn ở đó hoài. Thì chúng ta có những cái tánh sân, hay là những cái tánh ngã mạn, hay là những cái tánh tà kiến, mình có những cái điều đó, đó thì mình phải, hay là mình có hoài nghi. Bởi vì chúng ta thấy nhiều khi người của mình có tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác, thì những cái tánh bất thiện đó mình phải biết, để mình giống như cái miếng vải của mình phải biết nó dơ đâu, cũng như mặt mình phải biết nó dơ đâu để mình rửa, mình lau cái mặt rửa sạch, chứ không có thể nào mà không biết mà có thể làm cho nó sạch được. Thì cũng như vậy, nếu một người mà họ bước vào chùa, nhiều khi họ học á, thì chúng ta cũng thấy bài phi chân nhân á, bài kinh mà Đức Phật nói chân nhân và phi chân nhân đó, nếu người đó học kinh nhiều mà trở thành khen mình chê người thì chúng ta làm cống cao ngã mạng, nó cũng gọi là phi chân nhân. Hay là người đó là người thọ hạnh đầu đà đi, hay là người đó người tu thiền đi, nhưng mà khi mà mình có tu thiền mình cống cao ngã mạng thì khen mình chê người thì rõ ràng cái tu thiền nó cũng không có lợi ích gì. Tại vì cái phiền não á, mình tu để mình diệt trừ phiền não, mà cái phiền não mình không biết thì mình cũng đâu có thể diệt trừ được. Mình ngồi mình tu mà mình ung đúc cái tự ngã mình ngồi cho lâu để người ta biết mình, ngồi cho lâu mình tỏ ra cái thể cái gì mới là tu này kia nọ, thì thật sự là mình đã tô bóng cái tự ngã mình rồi. Thì trong cái bài kinh phi chân nhân á, thì chúng ta lật vào đó, chúng ta coi cái đầu kinh Trung Bộ đó, chúng ta cũng thấy thì rõ ràng cái người tu tập á, là cái người phải phản tỉnh. Cái người tu tập là cái người phản tỉnh. Nên nhiều khi quý vị thấy ở trong Phật giáo đó, các đệ tử của Đức Phật có nhiều vị tỳ khưu mình nhiều học giới quá đó, thì vị đó nói rằng vị đó muốn quần tục. Đức Phật này chỉ dạy có một cái học giới thôi, là cái nghĩa là mình biết cái tâm bất thiện, diệt trừ nó. Hay là quý vị nghe câu chuyện của Mã Lâu Bà, Mã Đề Thôn đó, thì Đức Phật chỉ dạy vị tỳ khưu đó giữ tâm thôi. Nghe nói bà Mã Lâu Bà có tha tâm thông, mà bây giờ tới đó ở thì mình rất là khó tâm, mình nghĩ này kia nọ, thì Đức Phật kêu là phải giữ tâm mình thôi. Hãy cái tâm mà giữ cái tâm mình đó, hãy cái tâm nghĩ bậy thì mình giúp trường liền. Thì quý vị biết rằng vị này thời gian không lâu thì bị đắc quả A-la-hán. Như vậy rõ ràng á, Đức Phật á, ngày
Ngài nói rằng cái phố quế đó trong tâm của chúng ta, mà chúng ta phải biết được mình hay là phẫn nộ. À, dù mình có tu thiền đi mình, nhưng mình ta nói mình phải làm sao mình nhẫn nại được. Chứ còn mình còn tu thiền mà mình phẫn nộ nhiều, nó trái ngược lại, trái ngược. Mà trong cái bài kinh Đức Phật thì cũng có đưa ra cái ví dụ mà nói ai nói tôi tập tâm từ mà cái tâm sân cứ nổi lên hoài, thật sự là không có đúng. Đức Phật này nói chớ nên nói như vậy, vì nói như vậy là phỉ báng Đức Phật, phỉ báng chánh pháp. Mình tu có tâm từ, mình thương chúng sanh thì làm sao cái tâm sân nó nổi lên được. Mình rải tâm từ đến người này người kia là sao mà tâm sân nổi được. Lúc đó mình ngồi mình tự tôn cái tự ngã, mình ngồi cho lâu, mình ngồi cho người ta nhìn thấy mình, ngồi để mình đánh bóng cái tự ngã mình, như vậy thì sao mình diệt sân được. Nó phải là mình rải tâm từ, mình đâu có tu được đúng cách đâu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà họ mà mấy Đức Phật này cũng nói chúng ta phải diệt trừ cấu quế. Cái cấu quế là cái cấu quế ở nội tâm chúng ta. Chúng ta thấy mình có cái tánh tham ăn thì mình phải bớt lại, hay là cái tánh mình hay sân hận mình phải suy xét lại cái tội lỗi của sự sân hận. Vì nếu mình sân hận như vậy thì không ai nói mình, không ai dạy cho mình học, và không ai chịu thích gần mình hết. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật nói cái người sân giống như là cái mục rễ mà nó bị cương mủ vậy đó. Cái cương mủ bóng lên vậy đó, ai mà đụng vô thì cái mục rễ đó nó sẽ rất là đau đớn. Thì cái người có tánh sân đó, thì nó cũng giống như vậy đó. Người đó lúc nào cũng phẫn nộ, người ta nói cách gì cũng phẫn nộ. Thành ra có nhiều cái Đức Phật nó thấy những người sân nhiều quá, đứng xa không đến gần, hoặc là đến gần thì không nói chuyện, mà hãy lỡ nói chuyện thì nói một hai câu rồi thì ngưng. Chứ mình nói ngồi là họ kiếm chuyện với mình. Thì chính vì cái người có cái tánh như vậy đó, thì rõ ràng là cái tánh phẫn nộ quá nhiều như vậy, hiềm hận quá nhiều như vậy đó, thì người ta sẽ xa lánh mình. Vậy như vậy thì người đó, cái tâm hồn cấu quế mình phải biết như vậy thì mới diệt trừ cái cấu quế. Chứ còn nếu mình không biết thì không thể nào diệt trừ được đâu quý vị. Thành ra những người mà họ tu tập và học cái hành gì cũng vậy, mình học cái hành để mình diệt bất phiền não thì đúng. Chứ còn mình học cái hành đó mình làm cái tự ngã mình lớn lên đó không đúng. Mình học rồi mình nghĩ rằng mình như vậy mới đúng. Tu phải học nhiều nghĩ vậy mới đúng. Tu bồi cái tự ngã mình lên đó, thì đó là sai lầm rồi. Mình học để mình biết cái kiến thức để mình ứng xử cho tốt, chứ không phải là mình học để mình khen mình chê người. Hoặc là mình ngồi thiền cũng vậy, mình ngồi thiền đi diệt trừ phiền não, mình tu Đồ Đà, hay là ăn không bát, hay là đi khất thực mà ăn, thì tất cả những cái hạnh đó để diệt trừ phiền não trong tâm của mình, để mình phản tỉnh diệt trừ cái phiền não tham vật thực, hay là thích y phục, hay là thích trú xứ, hay là mình không có quán tưởng, thì mình phải coi lại mình cái điều nào mình chưa làm được thì mình phải làm cho nó trọn vẹn, và mình phản tỉnh vậy mình mới diệt trừ được cái phiền não. Chứ còn nếu mà mình với cái mục đích mình đánh to hồng thét phấn cái tự ngã mình đó, mình ngồi hoành học hay là mình hành Đồ Đà vậy đó, mình khen mình che người đều là phi chân nhân hết cái gì, nó không có đúng. Cái người bệnh thì phải biết bệnh mình bệnh gì để mình trị cái bệnh đó thì mình mới hết bệnh. Mình có phiền não nào thì mình phải biết cái phiền não đó mình diệt trừ bằng cách nào thì mình mới diệt trừ được. Chứ còn cái phiền não mình giống như người bệnh mà không biết mình bệnh gì sao uống thuốc được. Cái người có phiền não thì phải biết phiền não của mình là phiền não mình nặng tính tham, hay tính sân, tính si, tính tầm giác. Những cái tánh nào nó có cái khuyết điểm nào thì mình phải biết gì, mình biết khai trừ những khuyết điểm đó thì mình mới hoàn hảo được. Thì trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi nhất lại những cái gì cần thượng tọa nói thêm. Dạ thưa cái chân thượng tọa đang mà chưa đọc tới siêu thượng tọa có trước máy và có nghe được không? Nếu tới siêu khi nào có mặt trước máy xin thượng tọa có nghe cho biết. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Nếu Đại Đức Pháp Tính, dạ. Yeah. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy có một điều như vậy, là những cái khối cấu quế này, Đức Phật đề cập đến, thường là những cái cá tính, những cái tánh hạnh mà rất thường thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như là thù oán, phẫn nộ, khinh thị, ngoan cố, v.v. Thì
Nói là nó không tốt thì ai cũng đồng ý là không tốt hết, nhưng mà có nhiều người nói rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cái tánh mình trở thành cái tật rồi khó thay đổi lắm. Nhưng mà với người tu tập thì chúng ta có sống bằng quan điểm ấy được không? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hay là chúng ta nên có cái thái độ rằng đã tu tập thì phải phải thay đổi được, cái chỉnh để được không tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Sư, thượng tọa Đức Đẳng, thượng tọa Tây Tăng, thượng tọa Lành, cùng chư tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thứ nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với ở thế gian, người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Đây là những cái quan niệm theo cái người đời thôi. Có nghĩa là người ta cũng lấy những cái kinh nghiệm, những cái chuyện gì đó người ta đã nhìn qua, người ta đã thấy qua, thành ra người ta có cái kinh nghiệm về cái điều đó. Nhưng mà nói với ở trong Phật giáo của chúng ta thì cái điều đó chưa hẳn là vậy. Chưa hẳn là vậy. Cũng như có những người, người ta có cái tánh tình nó bỏng sẻn, nó keo kiết, nhưng mà do thấy được cái sự tu tập, hoặc là được cái sự giáo hóa của các vị thánh nhân, của những bậc hiền triết thời xưa, nên những người này người ta bỏ được cái tánh đó. Cũng như cái câu chuyện mà chúng ta thấy như ông đến giới hoa lấy mật rồi mang đi không có làm hại hương hoa đó. Cái câu kệ đó nói về ngày một kiền liên, khi mà ngày tế độ cái ông bà la môn mà keo kiệt, mà ăn có cái bánh đó mà phải đem lên ở trên lầu để mà làm cái bánh đó, sợ người khác người ta nghe, người ta xin, người ta nghe mùi rồi người ta đến người xin ăn. Thì cái câu chuyện đó quý vị thấy, ngày một kiền liên, ngày cũng tế độ cái ông bà la môn đó, cho đến cuối cùng ông phải bỏ đi cái tánh mõn sẻn kêu kiết đó, keo kiết đó, mà trở thành một bậc thánh, một bậc thánh nhân đó. Thì chúng tôi muốn nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta biết, chúng ta biết rằng là ở ngoài đời nói về giang sơn dễ đổi bản tánh, giang sơn dễ đổi bản tánh khó giờ, thì ở ngoài đời người ta có cái câu đó thì như vậy. Nhưng mà ở trong Phật giáo của chúng ta tu tập đó, chưa hẳn là như vậy. Thật ra đó, chúng ta thấy rằng là đối với tất cả chúng ta ở trong đây này, trước kia chúng ta hỷ nộ ái ô, rồi chúng ta tật đố ganh tị vân vân, chúng ta có rất là nhiều cái tật quý vị. Nhưng mà dần dần theo năm tháng, cái sự già nó đến, cái sự bệnh nó đến, rồi cái sự chết, mình nhìn thấy những bạn đạo của mình, những đồng phạm hạnh của mình ra đi từ từ, thì khi mà chúng ta nhìn thấy nhìn hình ảnh đó đó, chúng ta quán xét lại đó, từ từ chúng ta bỏ, từ từ chúng ta bỏ, chỉ trừ khi nào mà do chúng ta có quyền lực quá cao, có nghĩa là chúng ta không có thấy được những cái gì nó thấp hơn, thành ra mình mới rằng là mình không có thay đổi được cái tánh của mình. Chứ thật sự ra đó, mình mà nghe theo cái lời của Phật dạy đó, dù cho bây giờ Đức Phật không còn, nhưng mà mình đọc theo cái lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta biết rằng là cái con người của chúng ta sau này ra đi cũng bỏ lại tất cả đó. Thành ra nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái điều này đó, từ từ chúng ta sẽ bỏ dần dần đó. Thì theo chúng tôi nghĩ, một người mà có những cái thói xấu đó, nhiều, hoặc là nó được chồng chất, hoặc là nó được cũng như là tích tụ nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng mà nếu mà chúng ta
có học Phật pháp, chúng ta có chịu nghe theo cái lời của Đức Phật dạy, thì chúng tôi nghĩ rằng là sau này sẽ có lúc chúng ta sẽ thành công đó. Vậy thì qua cái câu thảo luận này đó, đối với chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là thế gian nó là gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, nhưng ở trong cái sự tu tập của chúng ta, nhất là những người đang tu theo cái lời của Đức Phật Gotama dạy, thì mình không chấp nhận cái điều này. Mình không chấp nhận cái điều này, có nghĩa là mình nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật, ai dùng các hạnh lành xóa mờ các ác nghiệp như trăng hốt mây che, sáng chói được đời này đó, thì chúng ta là rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật, và rất là nhiều những vị thánh nhân đã từ bỏ được những cái bất thiện pháp đó, những cái sự cố chấp đó. Và ngày nay đó, thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái lớp học này cũng vậy. Ngày xưa có những người ta rất là dễ giận, rất là dễ hờn, nhưng mà do một thời gian nghe pháp, do một thời tu tập, thì cái sự giận hờn đó nó cũng nhạt đi từ từ. Mình chưa có đoạn tận được gốc rễ của nó, nhưng mà cũng mờ nhạt được từ từ, mờ nhạt được dần dần, do những cái hình ảnh đó mà chúng tôi muốn nói rằng là ở pháp thì mình không có nhất thiết là mình công nhận gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Tại vì sao? Tại vì có những trường hợp người tu Phật hoặc là những người đang nghe pháp ở đây, người ta đã làm phai nhò, phai nhợt những cái sự cố chấp, hoặc là những cái tật đố này kia vân vân, người ta đang làm nó lợt nhạt, nó phai mờ dần dần rồi. Thành ra do căn cứ vào những cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng đối với dân gian nói như vậy, chúng ta nghe để chúng ta biết thôi, chứ chúng ta không có nhất thiết là cái người tu Phật mình không thay đổi bản tánh mình được, mà một ngày nào đó mình sẽ thay đổi được. Mình phải có niềm tin chắc là như vậy. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin chỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa sư, đại đức Pháp Tính, sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Sư Nguyên Thông, không hiểu sư Nguyên Thông có để ý là cái nền giáo dục ngày xưa, cách đây vài chục năm, thì những cái môn như là đức dục chẳng hạn, dạy chúng ta về một số các cái tánh hạnh mà một người lớn lên cần phải có, ví dụ như là biết tôn sư trọng đạo, biết kính trọng đối với người lớn, biết lễ phép, v.v. Nhưng mà càng về sau này thì những điều đó nó càng trở nên không có quen thuộc với những người trẻ. Thì sư Thông có nghĩ rằng cái xã hội ngày nay và nền giáo dục ngày nay nó có cái lỗ hổng lớn về phương diện là hướng dẫn về cái tánh hạnh của con người. Cái tánh hạnh đó ở đây chúng ta, ở đây cái phần đề đạo gặp đến những cái cấu ế đó, thì sư Thông có thấy là nền giáo dục ngày nay có vấn đề việc này không? Xin thỉnh sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý kiến cho cái vấn đề mà sư phụ đặt ra. Kính thưa sư phụ, đúng vậy, là vì con thì năm nay cũng ở cái tuổi 80 hay hơn, thì cho nên hồi xưa có học cái môn đức dục mà tiếng Tây gọi là Entrusion Civic, hay là đức dục. Và giờ này
Thì cái bộ đó thì con không còn biết nữa, bây giờ không còn đi học ở tiểu học nữa thì sao được, không không có biết được. Nhưng mà phải nói là ở xã hội Mỹ thì không có môn môn đó, mà chỉ lên đại học thì nó mới có cái môn ethics là đức dục hay là đạo đức, mà ở trung học hay tiểu học thì bên Mỹ không có. Thành ra cái vấn đề này, thưa sư phụ, là có lẽ gì vì cái thời thời thế, cái thời thế người ta muốn đưa vào nền giáo dục những cái khoa học và kỹ thuật để cho họ có cái mưu sinh sinh tồn mà sống trên đời. Còn cái mà cái đạo lý đó thì có lẽ là họ để cho gia đình, hay là gia đình cha mẹ, hay là họ tự học lẫn nhau. Và kính thưa sư phụ, cái vấn đề này nó là một cái vấn đề mà xã hội thì nó là như vậy, chứ còn những người mà thành công trong cuộc sống là những người mà được người ta kính trọng, thường thường người ta kính trọng về cái đạo đức, cái đức dục của người họ, chứ những người mà có tài. Ví dụ như mình, một người mà một ông về khoa học nổi tiếng như là cái người mà chế ra cái bom nguyên tử, đưa ra cái em phương trình MC, là tìm ra cái phương nguyên tử, hay là cái ông nói là ông nổi tiếng về giữa ngành khoa học thế giới, tự nhiên con quên. Cho nên những người mà đó thì người ta cứ biết tên, nhưng mà hãy biết tên về tài về giỏi không chừng, biết tên về cái đạo đức thì khó mà có nói có những người đó. Nhưng mà hồi xưa thì người ta nói ở trên trần gian này, khi mà học triết học thì ta nói là cái ông Socrates, Khổng Tử, Aristotle và Plato là tất cả những người đó là có cái nền đạo đức. Thí dụ như là ông Socrates mà ổng bị bắt, mà người ông Aristotle và số đệ tử của ông, hay những người thân yêu của ông là vô nói với ông là để con sẽ cướp một đưa ngài đi, thì ngài nói không, thì ngài ở lại để cho ngài là con người thủ, mà trong cái đạo đức của ngài mà ngài giảng dạy người ta là phải tuân thủ những cái điều mà những người trên nó chỉ ra, hay là chánh quyền chỉ ra. Cho nên khi mà ông bị tuyên bố là dụ dỗ học trò làm cho cái giới trẻ bị hư hại gì đó, cho nên ông ta sơ ta kết án tử hình cho ông ta, mặc dầu cái kết án đó nó không có đúng, nhưng mà bởi vì kết án cho nên ông chịu, cho không không chịu đi. Cho nên cái vấn đề này nó tùy cái tinh thần của một cái thế hệ, thành ra mình không thể nói đúng sai. Mà ông ai cũng biết là Socrates là một nhà hiền triết nổi tiếng Đông Tây, thì mà cái điều mà ông mà tuân thủ, để ở lại trời gần để chịu chết đó. Cho nên con có đọc cái bài là Lê Đạt Như Xưa, Socrates là những cái thời gian cuối cùng của ông ta đó, nằm trong cung tù đó, thì người ta đến nói chuyện với ông, đã cũng khâm phục ông, mà người ta nói ông bằng lòng thì người ta sẽ giải thoát ông. Ông không, ông chịu chết. Cho nên có những cái vấn đề đó, mà sự thật nếu chúng ta là những người có đọc sách thì chúng ta học của những cái người mà có những cái tư tưởng của họ, và những người có những tư tưởng đó họ để đời, để lại cho trên hậu thế. Và cái tư cách của một con người mà không tham lam và tuân thủ những luật lệ, chứ không có phải mà bây giờ ở trong chính trị thời nay mình thấy mà có cái chuyện mà một cái lỗi lầm của một ông cảnh sát đó mà dân chúng Mỹ đi biểu tình ầm 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 rồi đập phá người ta, ngay cả một nhà hàng Việt Nam cũng vô mà đập phá. Con ở San Luis đây cũng có thấy có sự việc mà nó xảy ra, mà cái chuyện mà bắn nhau mà xảy ra gần như hàng ngày, mà do một cái chuyện mà lỡ tay của người cảnh sát thôi. Thì người cảnh sát nó như vậy thì mình giải quyết là đuổi hay là bỏ tù cái người cảnh sát đó thôi, hay là thế nào vậy, chứ mà tự nhiên mà có phản ứng rồi gây ra bao nhiêu người chết nữa, thì cái chuyện đó là con thấy là nó không được đúng lắm. Vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây là mình không phải mình nói là chính phủ sai cái này nọ, nhưng mà mỗi cá nhân của chúng ta
thì chúng ta không có thể nói là hãy lấy cái dân chúng là biểu tình cho mình phải biểu tình. Dân chúng là chuyện cái đó họ làm sai lầm thì mình không có vì là như vậy mà đi theo những cái sai lầm của người ta. Cho nên cái đời sống của chúng ta là luôn luôn chúng ta phải dùng cái gọi là introspection, tức là phản, nghĩa là mình nhìn vào cái tâm của mình, nhìn vào hành động, nhìn vào cái tư cách của mình, chứ không phải là mình vào thế thiên hạ sao mình làm vậy, cái đó là sai lầm. Vì vậy cho nên cái sự giáo dục đó, thì có nghĩa là cái ông thầy giáo là phải có cái tiêu chuẩn người thầy giáo. Thì dạy học đương nhiên mình dạy học về cái technique hay là những connections, những cái kiến thức, nhưng mà phải mình học, mình phải dạy học cái đạo lý, bởi vì mình là người thầy giáo. Cho nên là cái chuyện đó thật sự trên thế gian này mà tìm một người thầy giáo như vậy là không phải là dễ. Và gần vấn đề này cứ thưa sư phụ cũng thấy khó nói, là bởi vì mình thì mình ở đây trong cái room này là chúng ta không phải là chỉ học kiến thức để kiếm tiền, mà ở đây chúng ta học những cái tư cách, những cái trí tuệ của những người, người của bậc thánh nhân để mà trở thành người thánh nhân. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là người không làm lỗi thân khẩu ý, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái thân khẩu ý không làm lỗi là không phải là chuyện dễ dàng, là bởi vì người đó phải có cái nỗ lực biết dừng lại khi diện phải dừng lại, biết hy sinh phải là biết hy sinh. Thành ra những cái vấn đề đó là tùy cái đạo lực, tùy cái nỗ lực của người hành giả đó. Khi mà họ nhận thấy một cái điều gì đó, họ cho rằng đó là một cái lý tưởng sống của họ, thì họ đi theo điều đó, vì đó là những thánh nhân. Vì vậy cho nên ở đây là con sẽ cái câu hỏi của sư phụ là con trả lời buông lỏng ra, là bởi vì sẽ không có một cái gì làm thước đo để mà đo những sự việc nó sẽ xảy ra như vậy, mà cái đó là do cái sự hiểu, cái nỗ lực của một người hành giả đó. Mình phải hiểu biết giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mình phải kiểm soát được cái tham sân si của mình. Cái chính cái tham sân si của chúng ta đưa vào cái lục căn chúng ta là nhãn nhĩ tỷ thực thiên ý, duyên với trần cảnh bên ngoài, sắc thinh hương vị xúc pháp, để làm cho một cái thế giới mà chúng ta đang sống. Và nội cái lục căn của chúng ta và lục trần bên ngoài sẽ làm cho chúng ta biết được tất cả một thế giới vạn sự, vạn hữu, vạn tượng nó nằm trong đó, mà chúng ta là cái người điều khiển. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy chúng ta là một vị tướng giữ thành, mà một cái thành đó có sáu cửa là nhãn nhĩ tỷ thực thiệt thân ý. Thì người tướng đó phải biết đâu là bạn, đâu là thịt, bạn thì cho vô cho ra, mà địch tức là những cái ác bất thiện pháp thì không cho đưa vào cái tâm của chúng ta. Vì sao? Và nếu mà cái ác bất thiện pháp còn nằm trong tâm của chúng ta, mà thí dụ lúc đó thân hoại mạng chung, thì chúng ta đi thẳng vào địa ngục. Vì vậy cho nên cái vấn đề ở đây sư phụ hỏi thì con không thể trả lời được, mà con chỉ nói rằng cái vấn đề này là tùy cái tâm của 6 tỷ người trên trần gian này phải học được cái giáo lý của Đức Phật để mà purify, tức là làm thanh lọc cái thân tâm tư tưởng của chúng ta, thì để chúng ta sẽ có một cái thế giới an tịnh. Vì vậy cho nên có câu là cái tâm bằng thì thế giới bình, cái tâm mình bình thì thế giới bình. Thì là câu đó thì đúng cho những người mà có học, còn những người mà chưa từng học thì không. Làm sao cái tâm mình bình mà ở ngoài thôi đánh nhau, thì ngoài đánh nhau là chuyện của họ. Còn cái tâm mình bình mà khi mình tâm mình bình, mình chết thì mình dễn lên trời, rồi mình tái sanh lại nữa, thì nhờ cái tâm thanh bình thì mình ở những chỗ tốt. Vì vậy cho nên trong cái sự tu hành của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta làm việc thiện hay là mỗi ngày chúng ta đọc kinh, sáng chiều chúng ta đọc kinh, là trong cái đọc kinh đó thì chúng ta nguyện chúng ta đời đời kiếp kiếp sống trong giáo pháp của chư Phật, và giúp cho chúng ta hiểu biết cái tâm mình, để thanh lập của tâm mình, để chúng ta có thể sống trong trần gian này một cách thoải mái, để lần lần chúng ta gột rửa những cái phiền não ngủ ngầm, để đến một thời gian nào chúng ta có thể là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi do cái công năng mà gột rửa cái thân tâm của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn nhắn gửi lại cho tất cả những người mà được nghe lời giảng dạy của chư tăng ở trong đạo tràng này, để mà làm gì? Để mà thanh lọc thân tâm của chúng ta lần lần hồi, để cuối cùng nhờ cái sự trong sạch đó mà chứng những tầng thiền và những đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
Sa thủ sư trưởng sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng chúng tôi muốn chia sẻ đôi điều về nội dung của bài kinh ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi và thượng tọa từ siêu vào trong chùa để tu tập, để bắt đầu tu thì chúng tôi nhớ rằng cái việc mình nhuộm y là việc rất là thường làm, hầu như là tháng nào cũng phải làm, vì lúc đó đó không có y mà nhuộm sẵn như bây giờ. Và đối với chúng tôi khi đọc bài kinh này đó, thì có một cái kỷ niệm là khi mình còn nhỏ mình nhuộm y đó, thì tự mình làm đấy thôi, không ai cho, không ai giúp mình hết, dù mình là bị sa di nhỏ. Nhưng mà vấn đề là trước khi nhuộm y thì phải giặt cho sạch. Nếu giặt không sạch á, thì khi mà mình nhúng vào trong cái thuốc nhuộm, mặc dù nó là nước sôi, nhưng mà cái màu nó không có đều, màu loang lổ. Và chúng tôi không biết rằng ở đây có vị nào đã từng nhuộm vải chưa. Nhưng mà khi nhuộm vải có điểm đặc biệt, thưa quý vị, càng sạch á, thì cái màu nó mới ăn đều. Mà còn có dơ, ngay cả mồ hôi của chúng ta đi nữa, thì nó cũng không có đều được. Bởi vì vậy Đức Phật Ngài dùng cái việc mình nhuộm vải này để Ngài làm cái thí dụ cho đời sống của chúng ta. Có thể nói như vậy là nếu ở trong tâm của chúng ta mà có những điều như là thù oán, phẫn nộ, hay là khinh thị, sức sự, cao mạng, những điều mà Đức Phật để Ngài đưa ra tại đây đó, thì dù là chúng ta có tổ chức một cái buổi lễ làm phước lớn, bỏ nhiều tiền, hay là chúng ta vào trong trường thiền tu tập, và kể cả 2 tiếng đồng hồ ngồi nghe pháp ở đây mà chúng ta nghe mà trong tâm chúng ta còn có bị chi phối bởi những thứ đó đó, thì thưa quý vị, nó có những cái lợn cận, nó có những cái phần nó không có được, nó được gội nhừng ở đây, ở trong tiếng Phật gội nhừng tức là nó thấm vào tất cả mọi thứ. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế, thưa quý vị, có những người ngồi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đó, mà họ nghe một chữ một câu, họ thấm thía một chữ một câu, thấm thía đến nỗi mà họ hoan hỷ, thấm thía đến nỗi mà họ phát tâm để xuất gia, thấm thía đến nỗi mà họ đã đắc đạo chứng quả. Còn cũng điều đó, nhưng mà tâm của chúng ta có vấn đề, tâm chúng ta có lợi cỡ, mà ngày nay chúng ta ít để ý đến điểm này. Chúng tôi có nghe một người than phiền một điều là ở chung với đứa con, và đứa con nó hay đi chơi với bạn xấu, và đi chơi ban đêm, và một phần thì lo, một phần thì giận. Và do vậy buổi sáng thức dậy mà nghe trong phao thoát á, nghe giảng pháp phao thoát á, thì nghe được 50%, còn 50% là bực mình chờ chỉ đứa con thức dậy để mà la rầy nó. Thì thưa quý vị, chúng tôi nghe cái chuyện nó rất là tội nghiệp. Nếu chuyện nó xảy ra một lần, một ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày, không nói chi, mà năm này qua năm khác, thì chúng tôi cũng có nhắc vị đó rằng coi chừng là lâu ngày nó trở thành một cái thói quen. Dạ, thói quen. Có đôi khi mình cũng phải giữ cái tâm hành xả, cái tâm an nhiên lại. Tại vì la rầy con là đúng, nhưng mà giận hoài đó thì nó là trở ngại cho tu tập. Thì thưa quý vị, sau đó người này đã tự sống hòa bình với chính mình, tức là nói thì có nói, nhưng mà nói không được thôi, không có bực bội, không giận như ngày xưa nữa. Thì vị này nói rồi, bây giờ nghe pháp thì nghe tốt hơn. Thì đời sống của chúng ta là người Phật tử, đôi khi chúng ta nên đặt lại vấn đề con người mình hay giận dữ, nhưng mà mình nên nhớ rằng những cái thù nhơ quán trả, những cái giận hờn giận dữ đó, nó chỉ là cái cản trở, nó chỉ là cái cố ý nội tâm thôi. Và nếu mình ý thức như vậy thì mình dễ dàng buông bỏ đó. Dạ, dễ dàng buông bỏ. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là hiện nay đất nước Hoa Kỳ đang rơi vào trong một cái tình trạng phân hóa chưa từng có. Và ngay cả Phật tử ở trong chùa, ngay cả những vị mà chúng tôi quen xưa nay đó, chúng tôi chưa bao giờ thấy có cái trường hợp mà vì cái chuyện mà ở trong gia đình, người cha thì ủng hộ ông Trump, còn người con chống ông
trong trong mà cha con trở mặt với nhau. Dạ, cha con trở mặt với nhau. Và có nhiều Phật tử đi chùa mà họ ngồi nghe pháp mà họ chỉ ngồi nghe một chút về vấn đề bạo loạn ở bên ngoài thì họ đã nổi sân, họ ra ngoài họ nói chúng tôi rằng những cái người đó, những cái người bạo loạn chỉ đem tức bắn bỏ thôi. Dạ, tổng thống nó chỉ đem tức bắn bỏ thôi. Thì chúng tôi có cảm nhận được là chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều cái sân đông, nhiều cái phân hóa và nhiều cái cấu ấy. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta nên giải quyết vấn đề ngoài xã hội trước, mà theo trong Phật pháp thì mình nên giải quyết vấn đề ở trong lòng mình trước. Nếu trong tâm mình mà nó có những cái phẫn nộ, nó có những cái bực bội thì trước nhất là cái tâm mình nó không có sáng. Và cái tâm mình nó không có sáng. Cái cuộc sống của người Phật tử luôn luôn đặt vấn đề ở trong tâm mình trước. Mình không cần biết đời đúng hay sai, không cần biết cuộc đời hay hay dở, đẹp hay xấu, mà vấn đề đầu tiên là trong lòng mình là mình có bị những cái thứ cấu uế này nó tràn ngập, nó chi phối hay không. Nó tương tự như vậy là chúng ta ra đường thì mình có thể than phiền là ngoài đường có rác rưới, có cái này cái kia. Nhưng mà nếu tối ngày chúng ta than phiền ngoài đường không á, mà ở trong nhà, ở trong phòng của chúng ta mà nó dơ bẩn mà chúng ta không chăm sóc thì thật ra nó vô nghĩa. Tại vì sao? Từ cái cuộc sống nội tại của chúng ta thì chúng ta mới có cái nhìn khách quan và sáng suốt ở bên ngoài. Vì vậy trong lời dạy của Đức Phật thì Ngài luôn luôn nhắc rằng chúng ta phải có khả năng để nhìn lại nội tâm của mình, ý thức điều đó. Ví dụ như là chúng ta có cái bệnh nói nhiều. Ngày hôm qua chúng tôi có nhận được một cái điện thoại của một vị sư cô. Và vị sư cô đó nói với chúng tôi rằng ngày xưa sống ở trong chùa Pháp Luân á, thì sư cô không thấy, nhưng bây giờ sư cô đi xa sống ở chùa khác, vì sư cô thấy sư cô muốn trở về chùa Pháp Luân. Thì chúng tôi hỏi tại sao vậy, thì sư cô nói rằng đi ở chùa nào thì sư cô cũng bị giống như là gặp những cái chuyện phiền này phiền khác. Chúng tôi có nói với sư cô một điều như vậy là thật ra thì không phải là ở chùa khác có phiền não, ở chùa Pháp Luân không phiền não, ở chùa nào cũng có phiền não. Bằng chứng là ngày sư cô ấy, sư cô cũng có phiền não. Thì bây giờ sư cô ở đâu thì chỉ có vấn đề là mình nên thấy cái vấn đề nó nằm ở trong lòng mình hơn là vấn đề nằm ở ngoài. tại vì mình cứ đổ lỗi vô bên ngoài hoài á thì đi đâu cũng về thôi. Dạ, đi đâu cũng về. Nói xin lỗi là dù chúng ta chết đi, chúng ta sanh lên cõi trời, mà sanh lên đó mà chúng ta mang theo những cái phiền não thì cái cảnh trời nó cũng không có đẹp, nó cũng không có vui. Do vậy Đức Phật Ngài luôn luôn nhắc chúng ta rằng cái phiền não những cái cấu quế này đó, nó mang lại cái sự bất an, nó mang lại những cái căng thẳng, nó mang lại những cái hệ lụy cho chính mình. Và người tu là phải nhìn vấn đề từ gốc cạnh đó hơn là chúng ta cứ đi bên ngoài. Xã hội Mỹ đó và kể cả cộng đồng Việt Nam đang lao vào một cái chuyện rất là nguy hiểm. Chúng ta nhớ rằng cuộc chiến tranh Việt Nam đã để lại những cái vết thương sâu trong lòng người Việt Nam, là khi chúng ta bày tỏ vấn đề gì, ít khi nào chúng ta bày tỏ bằng một cái thái độ hiểu biết, khách quan, tỉnh táo. Mà thông thường là chúng ta trách móc người này, giận hờn người kia, bực bội người nọ. Không phải là vấn đề ở bên ngoài đúng hay sai, vấn đề hay hay dở, mà vấn đề là chúng ta có thức dậy bằng một tâm thanh thản, chúng ta có đi nghiệp cũ bằng một tâm thanh thản. Và đời sống hàng ngày trong cái sự của chúng ta đó, chúng ta có giảm thiểu những điều Đức Phật dạy như là tà dục, ác ý, phẫn nộ, thù oán, khinh thị, sắc dục, đố, sân tham, dối trá, phản cách, ngoan cố, manh động, kiêu căng, quá mạng, khoe khoang, giải đãi không? Tất cả những điều đó, đó không phải là những điều mà chúng ta đặt ở người khác. Chúng ta tìm ở người khác, chúng ta thắc mắc ở người khác, chúng ta phiền hà người khác. Mà đây là Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nhìn vào nội tâm của chính mình. Một cái nội tâm mà bớt cấu uế thì chúng ta nhìn cái gì nó cũng bớt tiêu cực. Một nội tâm bớt cấu uế thì chúng ta sẽ học dễ thâm nhập hơn. Chúng ta hành
thì pháp dễ tiến bộ hơn. Và ở trong cái nhìn của chúng ta với muôn loài chúng sanh, chúng ta dễ tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vấn đề đó nó đơn giản như vậy. Chúng ta xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đà Đa Ma kính Thiên Chư Tăng Đạo Phật Trung được thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào toàn quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Cha sa thú lành thay. Con từ mẫn xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Yeah.